mới mua được hai mồi với con chim nổi nha cả nhà. Bây giờ tới nhà quay cho anh em xem. Nói chung hai con chim này, hai mồi này chơi ok lắm nha anh em. Tới nhà quay cho anh em xem nha. Có con mồi nó có clip nha, đi test có clip anh em ơi. Rồi để về tới nhà mình quay cho anh em xem, mới bắt về luôn. Tại vì bán chim này mình có đi gác chung rồi anh em ơi. Bắt về anh em xem được thì ở nhà luôn nha. À, cặp mồi mới tiễn về nè anh em, mới vừa về luôn. Còn con bò nổi đây nè. Đây, con này là gián quy nè anh em. Đó, mồi gián quy nha. Con này có clip để chúc anh em xem clip của nó nha. Đây là thỏ sống nha anh em. Thỏ sống rồi. Mồi. Chim thay lòng dữ lắm nha. Anh em thích alo nha, muốn bắt nào bắt. Con này thì đi test rồi nha anh em. Con nhắn quy đi test rồi ok lắm. Con này thì chưa có test mà con này là con nào cũng có bắt bổi nhiều chứ này. Con này thì mấy chim này thì mình thấy gác hết trơn rồi anh em ơi. Thổ sống nó đẹp, nó bự. Ghê không? Đó. Anh em nghe tiếng ghê không? Rồi anh em xem clip con mồi gián quy nha anh em. Rồi mình quay sơ sơ thôi. Bye.
Bye.